Chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Huỳnh Kim Kiều. Và ngày hôm nay thì Kiều sẽ đọc cho các bạn nghe một cái quyển sách với tựa đề là Nói chuyện là bản năng, giữ miệng là tu dưỡng, im lặng là trí tuệ. Trương Tiểu Hằng, Trần Ngọc Lâm dịch. Và có thể rằng là hiện tại bây giờ Kiều đang đọc vào lúc 20:43. Và chúng ta hãy cùng nghe và đọc sách với nhau trong vòng 1 tiếng nha. Và hy vọng là các bạn sẽ có một cái giấc ngủ thật là ngon sau một ngày dài làm việc rất là mệt mỏi và vất vả. Cũng như đây là một cái khoảng không gian lặng để cho chúng ta có thể thư thái hơn và nhìn nhận lại sau một ngày dài mình đã làm được gì và mình chưa làm được gì, để mình có thể thay đổi và hoàn thiện để cho nó tốt hơn. Và mong rằng sau một tiếng đồng hồ này thì tất cả chúng ta sẽ buông bỏ những điều không vui và đón nhận những điều may mắn và vui vẻ sắp tới đang đến với tất cả chúng ta ha. Trương Tiểu Hằng là một tác giả, đồng thời là một nhà sản xuất. Ông từng là một nhân viên bình thường, từng làm bán hàng rồi tự mở công ty. Ông đã đi nhiều nơi, đọc sách, sáng tác, tìm hiểu về cuộc sống. Vốn sống phong phú, bút pháp tinh tế cùng lối viết đi thẳng vào trọng tâm luôn mang lại cho độc giả cảm giác sảng khoái khi đọc tác phẩm của ông. Một số tác phẩm của ông đã được xuất bản như là Khoa học, Triết học Đại học Bắc Kinh, EQ cao chính là biết cách nói chuyện. Lời nói đầu. Sự khác biệt giữa người biết nói chuyện và người không biết nói chuyện lớn đến mức nào? Chúng ta hãy cùng cảm nhận. Giả sử bố mẹ bạn đã lâu không về quê, sắp Tết bạn được nghỉ phép nên về quê một mình. Bà hàng xóm liền hỏi, ôi, chỉ có một mình cháu về sao? Cháu có đéo mẹ không? Đối với một người phải ăn Tết một mình như bạn, câu hỏi này sẽ làm bạn rất khó chịu. Hoặc là bạn sẽ không biết trả lời thế nào rồi bật khóc, hoặc là bạn sẽ tỏ ra lạnh nhạt, chỉ đối đáp qua loa rằng không nhớ. Sau đó, đôi bên đều bối rối, bà hàng xóm vào nhà, đóng cửa lại. Về sau, bạn thay đổi cách trả lời, đáp rằng tuy bố mẹ cháu chưa về, nhưng gặp được cô cũng không khác gì bố mẹ cháu. Bà hàng xóm nghe thấy vậy, liền vui mừng ra mặt, nhất định sẽ mời bạn đến nhà bà ấy ăn cơm. Tuân tử nói năng hợp lý, đó gọi là hiểu biết. Im lặng đúng lúc, đó cũng là hiểu biết. Ngôn ngữ là thứ có thể thể hiện rõ nhất mức độ tu dưỡng của một người. Nói năng hợp lý là một loại trí tuệ, mà im lặng đúng lúc cũng là một loại trí tuệ. Nếu một người không biết giữ miệng, nói mà không suy nghĩ, nghĩ gì nói nấy, tất nhiên rất dễ khiến người khác chán ghét. Nội dung cuốn sách này xoay quanh hai vấn đề, đó là biết cách nói chuyện và biết giữ miệng. Thông qua 12 chương sách, nói rõ cách nói chuyện với những người khác nhau, cách nói chuyện trong những trường hợp khác nhau, làm thế nào để nắm vững những kỹ năng và chừng mực để nói chuyện cho khôn khéo. Những người không giỏi ăn nói, làm cách nào mới có thể nói được những lời thích hợp với đúng người và đúng thời điểm, để có thể ứng phó với những trường hợp khác nhau trong giao tiếp. Ví dụ, khi chúng ta nói chuyện với người khác về một số vấn đề mở, thì thường là họ sẽ yêu thích, bởi vì một loạt những câu hỏi mà câu trả lời chỉ có thể là phải hoặc không phải sẽ rất dễ khiến đối phương cảm thấy giống như là mình đang bị chất vấn. Còn những vấn đề mở sẽ khiến đối phương cảm thấy chúng ta thật sự quan tâm đến họ, vì thế mới hỏi những vấn đề này, từ đó làm họ cảm nhận được ý tốt của chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta đều sẽ gặp những tình huống như là người nhà thất nghiệp, bạn bè thất tình, thi trượt đại học. Lúc này họ cảm thấy rất là hụt hẫng và đau khổ. Với tư cách là người nhà, bạn bè của họ, chúng ta đều muốn an ủi họ, chia sẻ bớt nỗi đau trong lòng họ. Cho dù không thể làm gì để giúp họ, thì có lúc những lời an ủi sẽ khiến họ dễ chịu hơn một chút. Mấu chốt nằm ở chỗ, bạn có thực sự biết an ủi người khác hay không? Có một số người khi an ủi, tuy rằng họ cố ý tốt, nhưng cách nói chuyện lại như đang dội một gáo nước lạnh vào đầu đối phương. Điều này sẽ khiến cho quan hệ giữa đôi bên trở nên xấu đi. Về vấn đề này, nhà triết học, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ William James đã từng nói, trong bản chất của con người, nhu cầu bức thiết nhất của họ chính là được công nhận.
Bởi vì ngoài nhu cầu về vật chất ra, nhu cầu về mặt tinh thần của con người cũng rất lớn. Ví dụ, mọi người đều muốn được hưởng thụ niềm vui về mặt tinh thần, muốn được mọi người công nhận, tôn trọng, khâm phục, sùng bái. Vì muốn được hưởng thụ những điều đó, một số người thậm chí chấp nhận bỏ mạng. Cho nên, khi nói chuyện với người khác, chúng ta nên tránh dội nước lạnh vào đầu họ, mà nên khen ngợi họ nhiều hơn, công nhận một số mặt tốt của họ mới có thể dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác. Ngoài ra, chúng ta không chỉ cần biết cách nói chuyện, mà còn phải biết nói những lời hóm hỉnh, thú vị mới có thể làm cho cuộc nói chuyện trở nên hấp dẫn. Một người thú vị thì bất kể là kiến thức, lòng dạ, tầm nhìn hay là tác phong đều rất khoáng đạt, rộng rãi. Những người này thông thường đều có đặc điểm là rất hóm hỉnh, bản tính lạc quan, cởi mở. Hơn nữa, cuộc sống của một người thú vị thường đầy ắp niềm vui và ngập tràn sức sống. Trái lại, người vô vị, nhạt nhẽo thường chìm đắm trong khổ não và buồn phiền. Ngoài ra, lúc nói chuyện còn phải nhìn rõ tình huống. Có thể sử dụng những câu nói đùa giữa bạn bè với nhau ở nơi làm việc hay không? Có thể nói chuyện với người nhà như nói chuyện với cấp dưới hay không? Một số câu nên nói vào trường hợp nào, không nên nói vào trường hợp nào, chúng ta nhất định phải nắm rõ. Không thể nghi ngờ, ngôn ngữ có một sức hút không thể thay thế. Có lúc ba tấc lưỡi còn có sức mạnh hơn cả 10 vạn quân. Ngôn ngữ có thể gây ra hiểu lầm, cũng có thể hóa giải thù hận. Cũng giống như vậy, cách diễn đạt khác nhau sẽ dẫn đến những phản ứng khác nhau, có thể ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của sự việc. Hiểu rõ việc đời là một loại học vấn, đối nhân xử thế cũng là một nghệ thuật. Mỗi người từ lúc xin việc đến khi được thăng chức, từ lúc tham gia tiệc tùng đến lúc tán gẫu, từ việc phê bình đến thuyết phục người khác, làm việc gì cũng cần phải biết giữ miệng, nâng cao khả năng giao tiếp, biết nói chuyện khôn khéo. Cái lợi nhỏ trước mắt là được người khác yêu thích, cái lợi lớn hơn đó là có thể giữ mình. Còn nói chuyện không khôn khéo, nhẹ thì gây thù chuốc oán, nặng thì đánh mất sự nghiệp. Tài ăn nói có thể mang lại cho chúng ta rất nhiều cái lợi, cả trong cuộc sống lẫn trong công việc. Tóm lại, một người có thể gây dựng sự nghiệp thành công hay không, có quan hệ tốt với mọi người hay không, có thể khiến người khác làm theo ý mình hay không, có một cuộc sống gia đình hạnh phúc hay không, đều phụ thuộc vào việc người đó có biết điều hay không, có biết cách ăn nói hay không. Cho nên, trong xã hội, chỉ có những người vừa biết điều, vừa biết cách ăn nói mới có thể đạt được mọi điều mình muốn trong khi giao tiếp. Chương 1. Hỏi những câu hỏi mở, tạo nên một cuộc nói chuyện khiến đối phương yêu thích. Hãy bắt đầu từ chủ đề mà đối phương yêu thích nhất. Chuyên gia về kỹ năng giao tiếp người Mỹ, Breckenridge Carnegie đã nói với mọi người, nếu chúng ta muốn kết bạn, đồng thời trở thành một người giỏi ăn nói, được mọi người yêu thích thì phải đối xử với mọi người bằng lòng nhiệt tình và sức sống của mình. Mà một cách hay để hiểu thấu một người chính là nói chuyện với người đó về chủ đề mà anh ta yêu thích. George Eastman, CEO của công ty Kodak, quyết định xây nhà hát, phòng hòa nhạc và nhà kỷ niệm ở Rochester. Giám đốc công ty Superior City ở Mỹ là James Amadamson nghe tin hy vọng có thể giành được mối làm ăn này, bèn quyết định đến gặp Eastman. Khi đến trụ sở Kodak, Adamson có 5 phút để nói chuyện với Eastman. Khi ông bước vào văn phòng của Eastman, thì ông ta đang xử lý văn kiện. Adamson nhìn xung quanh một lượt rồi nói, ông Eastman, xin lỗi vì đã làm phiền ông. Nói thật, tôi vốn là mảng trang trí nội thất bằng gỗ. Phải nói rằng, văn phòng của ông được trang trí rất tinh xảo. Nhà thấy vậy, Eastman rất vui. Văn phòng này là do tôi tự thiết kế, tôi rất thích nó. Adamson lại đi đến bên tường, dùng ngón tay gõ vào phần gỗ ốp tường rồi nói, nếu tôi đoán không sai, đây là gỗ sồi nhập từ Anh đúng không? Eastman vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Đúng vậy, đây đúng là gỗ sồi nhập từ Anh do một người bạn của tôi sang Anh đặt về cho tôi. Anh ta chuyên nghiên cứu về đồ nội thất bằng gỗ. Thấy Eastman vui như vậy,
Adamson biết rõ chủ đề này sẽ khiến đối phương rất hứng thú. Sau đó, X-Men để văn kiện trên tay xuống, bắt đầu giới thiệu với ông về tất cả mọi vật dụng trang trí trong văn phòng, thậm chí còn nhắc nhở cả thiết kế ban đầu và quá trình thi công. Kết quả, hai người đã nói chuyện với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Adamson không chỉ giành được đơn hàng này mà còn trở thành bạn thân của X-Men. Trong quá trình giao tiếp, nếu chúng ta có thể tìm ra được chủ đề mà đối phương yêu thích, để đối phương trở thành nhân vật chính của cuộc nói chuyện, thì chúng ta có thể biết được suy nghĩ thực sự của họ, từ đó đạt được điều mà chúng ta muốn. Khi nói chuyện với những người không quen biết, càng phải tìm được chủ đề mà họ yêu thích, thì họ mới vui vẻ nói chuyện với chúng ta. Do đó, trước khi nói chuyện với đối phương, chúng ta phải bỏ ra chút thời gian công sức để tìm hiểu về những sở thích đặc biệt, tính nết của người đó. Có như thế mới đảm bảo chúng ta sẽ nói đúng chủ đề đối phương yêu thích trong cuộc nói chuyện đó. Mã Hải Ba là nhân viên bán hàng của một công ty xe hơi. Trong một buổi triển lãm xe hơi, anh ta đã làm quen với một vị khách hàng tiềm năng. Sau khi quan sát, anh phát hiện ra người khách này rất thích xe địa hình, hơn nữa yêu cầu rất cao. Nhưng khi Mã Hải Ba đưa sổ tay giới thiệu sản phẩm công ty cho đối phương, ông ta vẫn không hề liên lạc lại. Sau khi thử gọi điện vài lần, người này mới nói bình thường là ông ta rất là bận, cuối tuần thì lại phải đánh góp với bạn. Về sau, qua nhiều nguồn thông tin, anh biết được đối phương cực kỳ thích đánh góp, cho nên Mã Hải Ba đã tra cứu rất nhiều thông tin về góp, còn học được một số kỹ thuật đánh góp cơ bản. Lần gọi điện tiếp theo, Mã Hải Ba không hề nhắc tới chuyện bán xe hơi, mà chỉ nói với người kia, tôi tình cờ tìm được một sân golf phong cảnh rất là đẹp, tiện nghi đầy đủ. Sau đó Mã Hải Ba đã dễ dàng gặp được người kia ở sân golf ấy. Lúc này, kiến thức về golf của Mã Hải Ba đã khiến vị khách kia nhìn anh bằng một cặp mắt khác, thốt lên rằng mình đã gặp được tri âm. Trên đường về, đối phương chủ động nói với anh rằng mình thích loại xe địa hình thiết kế sang trọng. Một lần bán hàng thành công đã bắt đầu như thế đó. Khi tìm hiểu chủ đề mà đối phương yêu thích, chúng ta phải chú ý một điều. Muốn làm đối phương yêu thích chủ đề nào thì chúng ta cũng phải yêu thích chủ đề đó. Bởi vì trong cả quá trình giao tiếp, đôi bên phải tương tác với nhau. Nếu chỉ có đối phương yêu thích chủ đề này, còn chúng ta lại không có chút hứng thú, hoặc là trong lòng không thích nhưng lại giả vờ tỏ ra yêu thích, thì đối phương nhất định sẽ mất hứng. Như thế thì cuộc nói chuyện sẽ rất khó đạt được hiệu quả tốt. Do đó, thường ngày chúng ta nên tích lũy kiến thức về nhiều lĩnh vực hoặc nuôi dưỡng những sở thích phù hợp với đa số mọi người, ví dụ như thể thao hoặc là các hình thức giải trí khác. Như thế, khi nói chuyện với người khác sẽ không đến nỗi chỉ quanh quẩn ở vài chủ đề, cũng không đến nỗi làm đối phương cảm thấy cuộc nói chuyện quá tẻ nhạt. Xin ý kiến là hình thức nói chuyện được hoan nghênh nhất. Trước tiên, chúng ta hãy xem hai tình huống sau. Tình huống 1, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không? Nói cho tôi biết rốt cuộc phải xử lý như thế nào. Tình huống 2, tôi muốn xin ý kiến anh một chút, vấn đề này tôi không biết phải xử lý thế nào. Trong hai cách hỏi trên, cách hỏi thứ nhất có vẻ tùy tiện, rất dễ bị coi là một câu ra lệnh, còn cách hỏi thứ hai lại là đặt mình ở vị trí thấp hơn, sau đó xin ý kiến của đối phương, như thế sẽ cho thấy người hỏi khiêm tốn hơn rất nhiều. Ngoài ra, khi bắt đầu bằng việc xin ý kiến, còn có một lợi ích đặc biệt, đó là có thể khơi gợi lòng hiếu kỳ của đối phương. Anh ta sẽ muốn biết rốt cuộc đó là vấn đề gì, cho nên thông thường tình huống này, đối phương đều sẽ nói, xin ý kiến thì không dám, nhưng có việc gì anh cứ nói. Lúc này, chúng ta đã có thể thuận nước đẩy thuyền nói ra vấn đề của mình rồi. Lục Minh Kiệt là nhân viên mới ở một công ty, do anh làm việc chăm chỉ, cẩn thận, hơn nữa còn thông minh lanh lợi nên sếp rất coi trọng. Rất nhanh, anh đã được sếp giao một nhiệm vụ quan trọng. Sau khi nhận nhiệm vụ, trải qua quá trình tìm hiểu, phân tích tỉ mỉ, Lục Minh Kiệt không chỉ cùng lúc đưa ra được mấy phương án mà còn phân tích mặt lợi và mặt hại của từng phương án. Cuối cùng, anh xin ý kiến sếp. Anh thấy dùng phương án nào là tốt nhất ạ? Cách làm của Lục Minh Kiệt khiến sếp rất hài lòng, cũng rất tin phục những phân tích của anh. Đương nhiên, ông đã chọn phương án mà anh đề xuất. Lúc này, anh lại xin ý kiến sếp
về phương pháp thực hiện cụ thể, sếp anh nói, cậu cứ tự sắp xếp mà làm, đám trẻ các cậu càng năng động hơn chúng tôi. Lục Minh Kiệt liên tục lắc đầu, em mới đến, mọi thứ còn chưa quen, vẫn phải nghe ý kiến của sếp ạ. Do Lục Minh Kiệt rất khiêm tốn, ý kiến lại vô cùng xác đáng, nên sếp rất là vừa ý, lập tức gọi điện ra lệnh cho mấy quản lý cấp dưới, hết sức hỗ trợ anh làm việc. Nhờ được sếp ủng hộ, lại thêm trong lúc thực thi phương án, anh luôn chú ý phối hợp tốt với các bộ phận khác, cho nên Lục Minh Kiệt đã nhanh chóng hoàn thành công việc với hiệu quả cao, cuối cùng được sếp thưởng một khoản tiền lớn. Khi nói chuyện với người khác, có lúc chúng ta phải biết nói câu tôi không hiểu. Đây không phải là nịnh hót, mà là dùng hình thức xin ý kiến để chiếm được cảm tình của người khác, là một cách nói chuyện đem lại cho người khác cảm giác thỏa mãn. Cho dù trình độ hoặc là năng lực trên một số phương diện của đối phương rất bình thường, nhưng mỗi người đều có sở trường của mình. Hình thức xin ý kiến này không chỉ có thể nâng cao năng lực, mở mang kiến thức cho bản thân, mà còn để lại ấn tượng tốt trong lòng người khác. Đây gọi là một mũi tên trúng hai đích. Vì sao lại không làm? Đừng bao giờ nghĩ rằng mình hỏi như thế liệu có bị đối phương chê cười không? Có phải trong mình rất giống một kẻ ngốc, rất mất mặt không? Nếu nghĩ như thế thì bạn đã suy nghĩ quá nhiều. Ví dụ, thông thường người làm lãnh đạo đều muốn cấp dưới đến xin ý kiến của mình. Điều này cho thấy trong khi làm việc, cấp dưới có chỗ không hiểu mà lời giải đáp của cấp trên sẽ giúp họ bớt phạm sai lầm. Nếu cấp dưới làm ra vẻ cái gì cũng hiểu, không cần hỏi gì, có thể cấp trên sẽ tự hỏi, người này quả thật cái gì cũng biết sao? Điều này sẽ khiến cấp trên hoài nghi năng lực của chúng ta. Cho nên, người biết suy nghĩ, ham học hỏi mới dễ được sếp coi trọng. Một mặt, thỉnh giáo thể hiện chúng ta có lòng nhiệt tình và biết suy nghĩ trong khi làm việc. Mặt khác, thỉnh giáo còn thể hiện thái độ khiêm tốn và thành khẩn của chúng ta. Người như thế thì có ai không thích. Ngoài ra, khi giới thiệu sản phẩm hoặc bàn chuyện làm ăn với khách hàng, chúng ta cũng có thể sử dụng hình thức xin ý kiến. Ví dụ nói, chủ tịch Vương, tôi rất là thích bàn ghế thủ công mỹ nghệ của công ty ông. Ông có thể nói cho tôi biết là làm thế nào mà bề mặt bàn ghế bóng loáng lại không có thấm nước như thế không? Khi hỏi đối phương về lĩnh vực mà họ hiểu rõ và yêu thích, chúng ta sẽ càng nhanh chóng chiếm được cảm tình của họ. Mọi người thường muốn nói về chủ đề mình hiểu rõ hoặc yêu thích. Do đó, khi chúng ta hỏi họ về phương diện này, sẽ gãi đúng chỗ ngứa của họ. Từ đó, chúng ta sẽ đạt được những gì mình muốn. Đồng thời, điều này cũng sẽ khiến quan hệ giữa đôi bên trở nên tốt hơn nhiều. Khi không biết nói chuyện gì, hãy nói chuyện về ăn uống. Khi chúng ta không biết nên nói chuyện gì với đối phương, thì chủ đề ăn uống là một lựa chọn không tồi. Ví dụ buổi sáng ăn gì, buổi trưa ăn gì, dưới lầu mới có mở một quán lẩu rất là ngon. Điều này sẽ khiến đôi bên từ chỗ xa lạ nhanh chóng trở nên thân thiết. Lúc Dương Hân Nhiên và đối tượng xem mắt đang lúng túng ngồi trong một quán cà phê, hai người quả thật không tìm ra chủ đề để nói chuyện. Không phải là Dương Hân Nhiên không muốn thay đổi bầu không khí này, mà chàng trai đối diện cũng là một người không giỏi ăn nói. Vừa gặp mặt là hỏi cô học ngành gì, nghe cô trả lời là ngành chính trị quốc tế. Đầu tiên anh chàng ngẩn người một hồi, tiếp đó cười khan hai tiếng rồi không nói gì nữa. Chờ mãi anh ta mới mở miệng nói chuyện tiếp, kết quả là anh ta lại nói, à thời tiết hôm nay đẹp thật. Dương Hân Nhiên liếc nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, lịch sự nói, à trời đẹp thật. Sau đó hai người lại không biết nói gì nữa. Im lặng một hồi lâu, Dương Hân Nhiên chợt xảy ra một ý hỏi chàng trai kia, anh thích ăn gì? Chàng trai vừa nghe liền trở nên hoạt bát hơn, tôi thích ăn vịt quay. Lần này hai người xem như đã có chủ đề để nói. Dương Hân Nhiên cũng là một người thích ăn uống. Hai người cứ thế nói từ vịt quay đến rượu vang đỏ, bistec, lại nói đến cả đồ ăn vặt ở thành đô, cứ thế nói chuyện không ngớt. Khi nói chuyện với người khác, đặc biệt là khi nói chuyện với người không thân hoặc người lạ, tốt nhất đừng bắt đầu hỏi những câu như là nhà anh ở đâu, tương lai anh có dự định gì không, ước mơ của anh là gì. Thông thường những chủ đề này hoặc là dễ đi vào ngõ cụt, hoặc là đối phương không muốn trả lời.
Ví dụ khi đối phương nói ra quê mình, chúng ta lại không biết nơi đó, chẳng phải là tự cầm đá đập vào chân mình sao? Còn nữa, vừa gặp chúng ta đã hỏi đối phương sau này anh định làm gì, thì tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng họ sẽ cảm thấy là không có ổn. Họ sẽ nghĩ là chuyện này có liên quan gì tới anh, chúng ta chẳng có thân thiết gì. Ngoài ra cũng không nên đề cập tới những cái vấn đề là quá chuyên sâu, làm không khéo sẽ tự làm khó mình. Cách nói đơn giản nhất là nói về các món ăn như là súp cá cay nè, ngó sen chua cay. Đây đều là những chủ đề rất là dễ nói chuyện, vừa có thể tìm hiểu về hương vị các món ăn, vừa có thể biết được giá trị dinh dưỡng của chúng. Chuyện tốt như vậy sao lại không làm? Hơn nữa người ta nói là dân dị thực phi thiên, cho nên là một chữ ăn này có thể nói chính là việc lớn nhất trong đời tất cả mọi người. Đừng phủ nhận, phải biết rằng chúng ta có thể không quan tâm tới thời trang, không đi du lịch, không xem phim, nhưng tuyệt đối không thể không ăn. Trên thực tế, bất kể khoa học có phát triển tới đâu, xã hội văn minh tiến bộ tới đâu, thì chủ đề ăn vẫn không bao giờ bị lãng quên. Hơn nữa, thật ra trong cuộc sống, đâu đâu cũng tiềm ẩn nguy cơ, đặc biệt là khi nói chuyện với người khác. Ví dụ như là khi tiệc tùng, một người bạn đưa một người lạ đến buổi tiệc, lúc này nếu chúng ta tùy tiện nói về quan hệ giữa hai người đó thì rất dễ gây ra hiểu lầm. Lỡ như bạn của bạn và người lạ kia là anh em mà chúng ta lại hiểu lầm là người yêu thì thật là khó xử. Hoặc là khi chúng ta nói chuyện với một người phụ nữ trung niên mà tùy tiện nhắc tới chồng bà ta, trong khi hai vợ chồng đang định ly hôn, thì chẳng phải là chúng ta đang sát muối vào vết thương của họ hay sao? Khi người nói về đồ ăn thì lại khác. Hễ nói đến ăn, bất kể là nam hay là nữ, người trong nước hay là người nước ngoài, đều có thể nói ra cảm nghĩ của mình về các món ăn. Có thể nói đây là một chủ đề không có vùng cấm. Những lời như là gần công ty anh có món gì ăn không? Quê chị có món gì ngon không? Tôi biết là bánh đúc đậu ở quê anh rất là ngon. Đều có thể khiến cho đối phương vừa nghe là sáng mắt và tự tin hẳn lên. Tóm lại là nói về chuyện ăn uống á, tuy là một cái chủ đề thông tục, nhưng cũng là một chủ đề rất là dễ kéo gần các quan hệ đôi bên nhất, là một cái công cụ hữu ích để duy trì cuộc nói chuyện. Chính như là câu nói hùa theo sở thích của người khác, món ăn ngon chính là sở thích chung của nhiều người, chỉ là mức độ yêu thích khác nhau mà thôi. Cho nên là khi chúng ta vừa không biết sở thích của đối phương là gì, vừa không biết nên nói gì, thì hãy nói về câu chuyện ăn uống. Không cần phải lo về việc câu hỏi thiếu chiều sâu, rất nhiều người đều cảm thấy duy trì một cuộc nói chuyện sôi nổi từ đầu đến cuối là một cái việc rất là khó. Nhưng MC nổi tiếng Thái Khang Vĩnh lại cho rằng là không cần phải lo về việc câu hỏi thiếu chiều sâu, cứ hỏi những câu bình thường là được. Câu hỏi có thể làm cho đối phương nói tiếp là vì sao, làm sao lại thế được, thật sao, thế mà tôi không biết, về sau thế nào, hóa ra là thế. Thái Khang Vĩnh nói rằng bất kể là cái chủ đề có cao thâm tới đâu thì những câu hỏi này đã là đủ dùng rồi. Khi Trần Ba nói chuyện với người khác thường hay mơ màng mất tập trung, theo lý thì chắc hẳn là không có ai muốn nói chuyện với người như thế, nhưng sự thật thì trái ngược, rất là nhiều người nói chuyện rất là hợp với anh ta. Tiếp theo là chúng ta hãy xem thử là anh ta đã nói chuyện với người khác như thế nào. Anh Ba biết không, bài luận văn đó là sao chép của người khác, thế mà lại được thưởng. Sao lại thế được? Ai mà biết? Nghe nói là có người đem chuyện này làm ầm lên trên diễn đàn, còn tìm được chứng cứ sao chép, hình như là sắp kiện nhau đến nơi rồi đó. Thật sao? Thế mà anh không biết? Em cũng vừa mới nghe nói. Cho dù gặp phải chủ đề mà chúng ta có không hứng thú, thì những câu hỏi này cũng có thể giúp đôi bên tiếp tục câu chuyện. Bởi vì là mỗi người khi mà nói chuyện đều là muốn được nghe và cổ vũ, họ mới có thể thoải mái mà nói tiếp. Như Thái Khang Vĩnh từng nói, bạn không cần phải là ra vẻ là có chiều sâu, chỉ cần biết coi trọng chiều sâu của người khác đã là một đức tính tốt đẹp rồi. Ngoài ra là trong khi nói chuyện hàng ngày, đối với một số vấn đề mà mình muốn tìm hiểu, nếu mà chúng ta cứ hỏi không ngớt thì có thể là đối phương sẽ nhanh chóng cảm thấy là chán ghét. Nhưng nếu muốn có được thông tin, chúng ta lại phải làm cho đối phương nói nhiều hơn. Lúc này những câu hỏi có tính thăm dò chính là những câu hỏi thích hợp khích lệ đối phương, đưa ra những câu trả lời hơn, đồng thời giải thích cặn kẽ những vấn đề đó cho chúng ta biết. Ông Triệu là một giảng viên dạy kỹ năng bán hàng. Mỗi khi có khách hàng tìm ông để hỏi về các vấn đề trong quá trình bán hàng, ông đều hỏi đối phương là tôi không hiểu vì sao ông bà lại cứ muốn học kỹ năng bán hàng. Còn khách hàng thường đáp rằng
tôi muốn nâng cao doanh số bán hàng. Ông Triệu lại hỏi vì sao ông bà lại cảm thấy là tham gia lớp học về kỹ năng bán hàng là một biện pháp tốt để giải quyết được vấn đề này. Nghe câu hỏi này, một số người liền cảm thấy là ông Triệu đang tự chặn đường lui của mình. Dù sao, nếu như người ta có thể tìm được phương pháp tốt hơn ở nơi khác thì sẽ không có đến tìm ông ta. Họ không biết rằng ông Triệu làm như thế là muốn thông qua những câu trả lời của khách hàng về vấn đề đó để nắm được nhiều thông tin hơn. Ví dụ, ông có thể tìm hiểu được khách hàng này đã từng nói chuyện với đối thủ cạnh tranh chưa, những đối thủ cạnh tranh kia là ai, vì sao khách hàng không liên lạc với đối thủ cạnh tranh mà lại tìm mình nhờ giúp đỡ. Nói cách khác, khi ông Triệu hỏi khách hàng những vấn đề mà mới nghe thì tưởng như là ông đang tự tuyệt đường sống của mình. Thông thường, khách hàng sẽ tự nói ra họ có những đối thủ cạnh tranh nào, vì sao họ lại liên hệ với những đối thủ cạnh tranh đó. Thông thường, những câu hỏi này đều có trình tự rõ ràng. Một câu hỏi có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau mà vẫn phù hợp với ngữ cảnh. Ví dụ, nếu có người nói với chúng ta, tôi đã đi cửa hàng, thì chúng ta không thể hỏi, anh có thể lấy một ví dụ tương tự không? Mà đại đa số mọi người sẽ hỏi, sau đó thì sao? Cứ thế, hai người sẽ rất dễ tiếp tục câu chuyện. Đương nhiên, tuy các câu hỏi có tác dụng tích cực, nhưng chúng ta vẫn phải chú ý khống chế số lượng câu hỏi để tránh làm cho đối phương cảm thấy là cuộc nói chuyện này quá là máy móc, chỉ gồm có hỏi và trả lời, hoặc là khiến đối phương cảm thấy những câu hỏi này quá là đường đột. Đối với vấn đề này, chúng ta có thể dùng cách gật đầu hoặc các hình thức khác để ngầm nói với đối phương là hãy nói rõ thêm một chút. Khi nói chuyện bằng WeChat và các phần mềm khác, câu hỏi có online không sẽ khiến người kia không thích. Có việc gì thì cứ nói thẳng. Rất nhiều người khi nói chuyện với người khác bằng WeChat thường hỏi là bạn có ở đó không? Sau đó chờ đối phương trả lời. Nếu người kia trả lời là có, thì sau đó đôi bên sẽ chính thức nói chuyện. Nếu người kia không trả lời, thì chỉ có thể chờ tiếp. Có thể nhiều người không biết, thật ra cách nói chuyện này sẽ khiến người đối diện không thích. Lâm Nhược Nhân có một người đồng nghiệp khi chat rất hay hỏi có online không? Tuy là cô không thích nhưng đối phương không có sửa được thói quen này nên cô cũng không có để ý nữa. Nhưng một thời gian trước cô lại quyết định tuyệt giao với người này. Khi đó đối phương hỏi cô là có online không? Nhưng Lâm Nhược Nhân chưa kịp đọc. Một lát sau cô trả lời là có, lại đợi thêm một lúc đối phương mới trả lời. Lúc nãy gửi tin nhắn là muốn thông báo với cô là 3 giờ họp, nhưng khi tin nhắn này được gửi đến thì đã hơn 3 giờ rồi, thế là cô đã đến muộn buổi họp đấy. Lâm Nhật Nhân cố nén đè cảm giác khó chịu trong lòng, nói với người kia, phiền cô lần sau nếu có nói chuyện gì thì cứ nói thẳng vào vấn đề, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Người đồng nghiệp kia chỉ ồ một tiếng chứ không nói gì cả. Thấy kiểu trả lời này, Lâm Nhật Nhân cực kỳ khó chịu. Khi sử dụng những phần mềm chat để nói chuyện với người khác, tốt nhất là nói thẳng vào vấn đề. Ví dụ, tối nay tôi sẽ đến chỗ anh lấy tài liệu, anh có ở nhà không? Nếu có, thì anh trả lời tin nhắn giúp tôi, cho người khác biết trước mục đích của mình, như thế mới phù hợp với nhịp sống nhanh ở thời đại này. Giống như là một bài viết trên mạng về chủ đề có online không? Nếu tìm tôi có việc gì, thì nói thẳng ra, đừng có hỏi tôi là có online không? Tôi phải trả lời bạn như thế nào? Nếu tôi nói có, bạn mượn tôi tiền thì tôi phải làm sao? Nếu tôi nói không, bạn muốn mời tôi ăn cơm thì tôi biết phải làm thế nào? Nếu tôi nói có mà bên kia tìm tôi chẳng có chuyện gì tốt lành thì phải làm thế nào? Nếu tôi nói không, lỡ bỏ qua chuyện tốt thì sao? Cho nên có chuyện gì thì cứ nói thẳng, như thế tôi mới biết tôi nên có hay là không. Chúng ta cũng có thể đặt mình vào vị trí của người khác. Khi chúng ta đang làm một chuyện quan trọng thì đột nhiên có tin nhắn, có online không? Bạn nói xem có nên trả lời hay không? Nếu trả lời thì không biết là đối phương có muốn hỏi gì, sợ sẽ lỡ việc đang làm. Nếu không trả lời thì sức mẻ tình bạn đúng là phiền phức. Ngoài ra, người tinh tế sẽ nhận ra thật ra mấy chữ có online không sẽ làm đôi bên cảm thấy rất xa cách, giống như là đang nói chuyện với người lạ. Khi chúng ta nói chuyện với người khác, bàn công việc, nghiệp vụ đều không ngoài mục đích là khiến cho đôi bên phối hợp với nhau hiệu quả hơn, nhằm mang lại lợi ích cho cả hai. Nhưng nếu chúng ta chỉ gửi một tin nhắn khô, không khóc có online không, thì sẽ làm cho người kia cảm thấy lạnh như băng.
Cho nên, cho dù cách nói chuyện của chúng ta không hoàn mỹ hoặc nói hùng hồn, truyền cảm như đang diễn thuyết, thậm chí không cần phải tỏ ra ân cần hỏi han đối với những người bạn không thân thiết, nhưng ít ra thì cách nói chuyện của chúng ta phải chân thành, ấm áp một chút, bởi bớt đi mấy trò lừa gạt. Làm sao để kết thúc một cuộc nói chuyện chỉ có hỏi và đáp? Khi chúng ta nói chuyện, thường hay xuất hiện những tình huống như cậu đang làm gì thế, đưa ra một chủ đề, lên mạng, cậu ăn cơm chưa, lại đưa ra một chủ đề, ăn rồi, gần đây cậu có bận không, lại đưa ra một chủ đề, không. Khi chúng ta không ngừng đưa ra các chủ đề, chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra đôi bên không còn chủ đề để nói nữa, bởi vì mỗi chủ đề đều sẽ có lúc kết thúc. Lúc này, cho dù chúng ta còn muốn nói gì đi nữa, thì cũng đành phải buồn bực im lặng, nói một câu, ồ, thế à, mình chỉ định hỏi cậu đang làm gì, vậy cậu làm tiếp đi, hết chuyện. Thực ra, muốn thoát khỏi mô thức nói chuyện, chỉ có hỏi và đáp này rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần chú ý tới việc nói chuyện, chứ không phải là chủ đề nói chuyện. Vấn đề không phải là nói cái gì, mà là nói như thế nào. Ví dụ, chúng ta có thể mở rộng ra những vấn đề liên quan đến chủ đề đó để nói tiếp. Tống Minh là một người rất giỏi nói chuyện. Chỉ cần có một chủ đề, anh ta đều có thể làm đối phương nói không ngừng. Ví dụ, cậu ăn cơm chưa? Tống Minh hỏi. Ăn rồi, người bạn đáp. Thế à, ăn gì thế? Mì thịt bò. Hay đó, cậu tự nấu à? Tớ không biết nấu ăn, tớ tự mua. Tớ không muốn cười nhạo cậu, nhưng con gái trong nhà mà không biết nấu ăn thì làm sao mà lấy chồng được? Tống Minh nói đùa. Tớ không muốn nấu, trước đây đều là mẹ tớ nấu. Chắc mẹ rất là thương cậu nhờ. Mẹ thương tớ nhất bởi vì tớ là con út. Cậu là con út? Cậu còn có anh chị em nào khác à? Ừ, tớ còn có một anh trai và anh của tớ. Chúng ta sẽ nhận ra, trong cả một cuộc nói chuyện, chúng ta thậm chí không cần phải chuẩn bị trước chủ đề, mà bản thân cuộc nói chuyện sẽ mang đến cho chúng ta vô số chủ đề. Mô thức nói chuyện có thể tiến hành ở bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, giúp cho chúng ta có thể nói chuyện. Hơn nữa, giúp không khí buổi nói chuyện trở nên tích cực hơn. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng cách kể chuyện để thoát khỏi mô thức nói chuyện chỉ gồm hỏi và đáp. Khi kể chuyện, nếu là chuyện của người khác, thì phải kể cho hóm hỉnh, nếu không sẽ rất nhạt nhẽo vô vị. Nếu là chuyện của mình thì càng đơn giản. Thử nghĩ xem, lẽ nào chúng ta chia sẻ một chuyện về bản thân lại không hấp dẫn hơn kiểu hỏi đáp như tra hộ khẩu kia sao? Nhưng nếu chúng ta chỉ kể về những điều mình đã trải qua một cách đơn giản, thì câu chuyện sẽ trở nên quá bình thường, làm người khác không còn hứng thú để nghe tiếp. Còn một người biết kể chuyện sẽ khéo léo lọc những ưu điểm của mình vào câu chuyện đó, mà người khác không biết được là họ đang chém gió. Nếu chúng ta cảm thấy mình không có chuyện gì để kể, đó là vì chúng ta chưa biết hồi tưởng và tổng kết lại những điều mình đã trải qua. Dù chúng ta quả thực không có chuyện gì để kể, thì những người bạn xung quanh chúng ta sẽ có. Phải biết rằng trên đời này không thiếu những câu chuyện hay, mà chỉ thiếu những cặp mắt có thể phát hiện ra chúng. Hãy tránh xa lối tư duy khép kín. Có online không? Có. Ngủ chưa? Sắp ngủ. Những đoạn đối thoại như thế này thông thường không quá 3 lượt là đi vào ngõ cụt. Bởi vì với lối tư duy khép kín, mọi người luôn tôi coi trọng việc trả lời, mà coi nhẹ việc đặt câu hỏi lại cho đối phương để thúc đẩy câu chuyện tiếp tục. Trương Dương là một người rất giỏi nói chuyện, đặc biệt là khi nói chuyện với các cô gái. Anh luôn có thể làm cho họ vui vẻ. Rốt cuộc anh ta đã nói chuyện với người khác như thế nào? Em muốn ăn lẩu, anh mời em nhé. Cô bạn gái đùa với Trương Dương. Được thôi, nếu ngày mai em đi dạo phố mua đồ với anh sẽ mời em. Trương Dương trả lời. Không được, ngày mai em rất là bận. Chắc không phải là anh không muốn mời em đi ăn chứ? Ngày mai em bận à? Vậy được rồi, lát nữa ăn lẩu xong em cùng anh dạo chợ đêm rồi mua quần áo. Buổi tối em phải về nhà, ăn xong thì quá muộn rồi. Không đâu, vậy thì lần sau anh mời em, anh sẽ tìm người khác đi mua quần áo với anh. Mời em ăn bữa lẩu mà khó vậy à? Vậy thì thế này, chờ em có thời gian rảnh sẽ cùng đi anh mua quần áo. Đi dạo phố có được không? Ha ha, em chỉ biết ăn thôi. Được, nhưng có thể anh đi làm về muộn, em đi đặt chỗ với gọi món trước đi, xong thì gọi điện cho anh. Được, em nói với anh. Muốn thoát khỏi lối tư duy khép kín,
thì chúng ta phải học cách nương theo chủ đề của đối phương rồi đặt câu hỏi cho đối phương, chứ không phải là chỉ biết trả lời những câu như là ờ, biết rồi, được. Ví dụ chúng ta có thể dựa vào vấn đề của đối phương để hỏi vì sao, sau đó thì sao, khi đó đối phương có thể tiếp tục kể chuyện mà họ muốn kể và chúng ta cũng không trở thành một kẻ đáng ghét làm cuộc hứng người khác. Chúng ta có thể xem thử hai kiểu nói chuyện sau. Loại thứ nhất, anh bao nhiêu tuổi? 28. Khi chúng ta trực tiếp trả lời câu hỏi của đối phương mà không thuận theo tình huống, đặt một câu hỏi khác, thì có thể cuộc nói chuyện đó sẽ trở nên cực kỳ vô vị, thậm chí là khiến bầu không khí trở nên tẻ nhạt. Loại thứ hai, anh bao nhiêu tuổi? Anh đoán xem. Tôi đoán anh 26 tuổi. Thật ra tôi 30 tuổi rồi. Thật sao? Tôi không nhìn ra luôn đó. Khi nhận được câu hỏi từ đối phương, rồi thuận theo tình huống đặt một câu hỏi khác cho đối phương, sẽ giữ cho câu chuyện được tiếp tục, giúp cho đôi bên có thể thuận lợi giao lưu với nhau. Hôm nay Mục Hạo đi gặp khách hàng. Khách hàng của anh nói rằng mình vừa mua một chiếc xe mới. Sau đó hỏi anh là anh có hiểu rõ cấu hình của chiếc xe này không? Nếu lúc ấy anh trả lời là không rõ thì có thể lần hợp tác này sẽ kết thúc ở đây. Cho nên anh trả lời một cách rất tự nhiên. Tôi không rõ lắm nhưng tôi rất hứng thú với vấn đề này. Anh có thể nói cho tôi biết không? Người kia liền cực kỳ hào hứng nói với anh về cấu hình và tính năng của chiếc xe. Trong lúc đó, Mục Hạo luôn mỉm cười lắng nghe, đồng thời phụ họa vào những thích hợp. Thật sao? Thế mà lâu nay tôi không có biết. Anh cũng không hề tỏ ra sốt ruột. Sau khi bàn luận say sưa suốt nửa giờ, khách hàng chủ động nhắc tới chuyện hợp tác giữa đôi bên, Mục Hạo cũng thuận lợi ký được hợp đồng. Khi đối phương đưa ra một chủ đề, chắc chắn họ muốn chúng ta tiếp tục nói về chủ đề đó. Nếu lúc này chúng ta biết tùy cơ hành động sẽ khiến đối phương dần dần phục hồi lại hứng thú nói chuyện, câu chuyện sẽ được tiếp tục một cách suôn sẻ. Không ai muốn mất thời gian nói chuyện với một người làm cho họ mất hứng, nhưng họ lại rất thích nói chuyện với những người không rành về lĩnh vực họ đang nói, nhưng lại có hứng thú với chủ đề đó. Trong quá trình này, tốt nhất là chúng ta không nên ngắt lời người khác, hãy kiên nhẫn lắng nghe để đối phương nói hết. Điều mà người giỏi ăn nói cần học, sử dụng từ khóa để đặt câu hỏi về những vấn đề liên quan. Nói chuyện bằng từ khóa, tức là nắm bắt những từ khóa trong chủ đề mà đối phương đang nói, sau đó dựa vào đó để nói về những điều mình từng trải qua, quan điểm, cách nghĩ, cảm nhận của mình hoặc một câu chuyện liên quan tới người khác, từ đó duy trì cuộc nói chuyện giữa hai người. Ví dụ có người nói với tôi, cà phê này không ngon. Lúc này tôi có thể dựa vào hai từ khóa, cà phê và không ngon, để trả lời. Nếu dùng từ khóa là cà phê thì có thể nói thế này, cà phê này pha chưa đủ thời gian, nếu để thêm 5 phút thì sẽ ngon tuyệt. Khi chúng ta trả lời như thế, có thể đối phương sẽ cảm thấy anh đúng là hiểu rất rõ về loại cà phê này. Sao anh biết nhiều vậy? Vì sao để thêm 5 phút thì sẽ ngon tuyệt? Cứ thế, đôi bên sẽ từng bước đi sâu vào chủ đề đó, không gặp phải tình huống không có chuyện để nói. Về cách sử dụng từ khóa để đặt câu hỏi về các vấn đề liên quan, cụ thể có mấy cách sau. Lặp lại từ khóa ở cuối câu nói của đối phương. Trong quá trình nói chuyện, chúng ta sẽ sử dụng từ khóa ở cuối câu nói của đối phương, sau đó lặp lại nó trong một câu hỏi với thái độ thích thú, từ đó dẫn dắt đối phương nói tiếp. Ví dụ, mấy ngày trước, một người bạn của tôi vừa bị lừa. Bị lừa ư? Đúng vậy. Là vì anh ta nhẹ dạ tin vào tin nhắn thông báo trúng thưởng của bọn lừa đảo. Tin nhắn thông báo trúng thưởng như vậy, nội dung tin nhắn là: sử dụng bất cứ từ khóa nào. Khi nói chuyện với người khác, chúng ta có thể tìm một số từ khóa trong những câu nói của đối phương mà mình cảm thấy có ý nghĩa hoặc có hứng thú, sau đó tiến hành đào sâu và mở rộng chủ đề theo các từ khóa đó. Cách này sẽ giúp chúng ta nắm được trọng điểm trong mỗi câu nói. Ví dụ, hôm nay cuối tuần cậu không ra ngoài dạo phố à? Không, tớ ở nhà xem phim. Thảm thế, có phải không ai để ý đến cậu nên cậu mới phải là một kẻ đáng thương một mình ngồi ôm máy tính không? Cậu mới đáng thương á? Sao lại nói thế? Tớ vừa đi đánh pizza với mấy đứa bạn về, liền thấy là cậu đăng bài trên tường, nói rằng là cậu ở nhà một mình rất là đáng thương, cho nên mới đến hỏi han một chút cho cậu đỡ buồn. Ôi trời, vậy chắc con bé này phải cảm ơn ngài rồi. Đừng khách sáo, chúng ta là bạn thân mà. Nhưng cậu vừa nói đến chuyện xem phim, để tớ giới thiệu cho cậu một bộ phim Sứ mệnh của một chú chó. Hôm qua tớ vừa xem, tình tiết rất lôi cuốn, vừa vui vừa cảm động. Thế à?
từ khóa những trải nghiệm suy nghĩ, cảm nhận liên quan. Theo cách nói chuyện này, chúng ta sẽ sử dụng một từ khóa nào đó trong lời nói của đối phương, sau đó chia sẻ những câu chuyện và suy nghĩ của mình hoặc của những người khác xoay quanh từ khóa đó. Ví dụ, khi chúng ta đi ăn cơm với bạn ở nhà hàng, người bạn nói, sao mùi vị cái bánh trứng này lại không giống với lần trước nhỉ? Sau khi nắm được hai từ khóa, bánh trứng và mùi vị, chúng ta có thể trả lời, có hơi khác, chắc lần này họ cho nhiều sữa lắc hơn. Khi chúng ta nắm bắt từ bánh trứng và nói ra câu này, sẽ gợi lên càng nhiều nghi vấn trong lòng đối phương. Ví dụ, cậu biết cách làm bánh trứng sao? Sao cậu biết trong đó có thêm sữa lắc? Tìm ra từ khóa chứa điểm chung giữa đôi bên. Khi nói chuyện, đại đa số mọi người đều thích nói về những chủ đề mình yêu thích và hiểu rõ, đồng thời thông qua đó để chia sẻ về những kiến thức, kinh nghiệm, suy nghĩ và quan điểm của mình. Nếu lúc này chúng ta có thể nắm bắt được những từ khóa chứa điểm chung giữa đôi bên, thì có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách tâm lý, khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên sâu sắc hơn, đôi bên sẽ trở nên thân thiết hơn. Ví dụ, chiều này tôi vừa đi đá bóng với bạn về, sảng khoái thật. Anh cũng thích đá bóng à? Tôi là tiền đạo, anh đá ở vị trí nào? Tôi là hậu vệ. Thật ra, việc sử dụng từ khóa để phát triển chủ đề đang nói không khó. Chỉ cần chúng ta có thể kết hợp giữa sự hóm hỉnh, kể chuyện và tìm ra điểm liên quan thì đã có thể vận dụng như ý. Từ đó giúp chúng ta nâng cao khả năng nói chuyện, phát triển chủ đề mà đối phương đưa ra một cách hiệu quả. Khi cuộc nói chuyện bế tắc, hãy lập tức đổi chủ đề. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ thường xuyên gặp phải những chuyện như là một chàng trai được cô gái mà mình thích ra biển chơi. Cô gái rất vui, vô tình hỏi, có phải mỗi lần bạn gái anh đều dẫn tới đây không? Chàng trai lập tức hóa đá, cả hai đều rơi vào tình thế khó xử. Đối với tình huống này, Thái Khang Vĩnh khuyên rằng, khi cuộc nói chuyện bế tắc, hãy đổi chủ đề, đừng có nói tiếp chủ đề đó nữa. Tuy rằng khi đưa ra một chủ đề, người ta thường muốn nói đến cùng hoặc muốn đưa ra một câu trả lời cho người khác, nhưng đã để bế tắc rồi thì thôi, chỉ có tạm thời tránh nó sẽ không rơi vào tình huống khó xử. Triệu Lâm Thành nhận lời mời đi dự một buổi họp mặt bạn bè. Ở đó anh gặp một người bạn thân xa cách đã lâu. Thấy người bạn kia đi một mình, anh ngạc nhiên hỏi, sao không đưa bạn gái đến? Câu này vừa ra khỏi miệng, mặt bạn anh liền biến sắc. Triệu Lâm Thành cũng biết mình đã lỡ lời. Khi thấy cuộc nói chuyện sắp lâm vào bế tắc, anh vội chuyển chủ đề. Đúng rồi, tới chuyển nhà được một thời gian rồi, lúc nào rảnh thì đến nhà tới cho nha. Anh bạn kia cũng thuận theo câu nói ấy hỏi lại, cậu chuyển nhà sao không nói một tiếng để tớ đến giúp? Ôi trời, bây giờ chẳng phải đã có công ty chuyển nhà hay sao? Vừa may đã thu xếp xong cả rồi. Tóm lại, ngày nào cậu đến thì báo trước cho tớ để tớ chuẩn bị. Nói cho cậu biết, tớ nấu ăn ngon lắm đấy. Thật sao? Như thế, chúng ta có thể cùng đối phương nói về chủ đề khác một cách tự nhiên, mà chắc hẳn đối phương cũng sẽ quên đi tình huống khó xử trước đó. Ngoài ra, chúng ta còn có thể gặp phải một số người có tính hay đề phòng với người khác hoặc những người bản tính lãnh đạm. Kiểu người này bất kể là chúng ta cố gắng tìm chủ đề nói chuyện với họ như thế nào, về cơ bản họ đều chỉ đáp lại bằng mấy từ ừ, thật sao, thế à, làm chúng ta không còn biết nói gì nữa. Lúc này, đa số những người biết nói chuyện đều sẽ nói những điều cần nói một cách ngắn gọn, lịch sự, ví dụ như công ty họp vào 8 giờ sáng mai, hoặc là rất xin lỗi, lần này tôi không làm phiền anh nữa, nói xong nhanh chóng đi ngay. Đương nhiên, thay đổi chủ đề cũng phải có phương pháp. Nếu dùng phương pháp không phù hợp, chẳng những không thể đạt được mục đích mà còn làm cho đối phương cảm thấy phản cảm. Sau đây, chúng ta sẽ cùng xem những phương pháp nào có thể chuyển chủ đề một cách hiệu quả. Nắm quyền chủ động. Khi đối phương chưa hoàn toàn đi vào chủ đề hiện tại, hãy nhanh chóng tìm một chủ đề khác, như là đường Đông Nhai, có quán cơm trộn thịt nướng rất ngon, bộ phim vừa chiếu rất hay, leo núi tuy mệt nhưng rất thú vị. Sau đó thuận nước đẩy thuyền mà đổi chủ đề. Trong lúc đó, tốt nhất là thường xuyên hỏi ý kiến của đối phương để họ bày tỏ suy nghĩ của mình. Như thế sẽ càng thể hiện được thành ý của bạn. Ngoài ra, nếu chúng ta không thích chủ đề mà đối phương đang nói hoặc không muốn nói nhiều, thì chúng ta có thể mượn những chuyện vụn vặt trong cuộc sống để tách mình ra khỏi chủ đề đó. Ví dụ như, gần đây tôi thường ngủ không ngon, tôi có một người đồng nghiệp vừa kết hôn.
Ngày đó tôi nhìn thấy một chú chó con rất dễ thương ở bên đường. Bằng cách cố ý vẽ vời thêm chuyện như thế, chúng ta cũng có thể thuận lợi thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện. Khéo léo nhìn đi chỗ khác. Khi cuộc nói chuyện bế tắc, chúng ta có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như là đang chú ý thời tiết hoặc cảnh vật bên ngoài. Sau đó nói về những chuyện như là thời tiết ngày hôm đó có đẹp hay không, khí hậu thay đổi như thế nào, những loại hoa cỏ mới trồng, hoặc là nhìn sang quần áo, trang sức của đối phương, khen ngợi phục trang của đối phương sang trọng quý phái, khen da của đối phương sáng mịn, sau đó hỏi đối phương về những phương pháp dưỡng da, cách mua mỹ phẩm với thái độ tự nhiên, giả vờ nghe không hiểu, giả vờ không hiểu ý đối phương nói đằng đông, chúng ta lại nói đằng tây, đối phương nói người, chúng ta lại nói đến sự việc. Kiểu giả ngốc này tuy có vẻ không liên quan gì, nhưng lại có một cách hay để thay đổi chủ đề. Nhưng cũng phải có chừng mực, bởi vì giả vờ ngây ngô đúng mức thì đối phương sẽ cảm thấy bình thường, nhưng nếu làm quá mức có thể làm cho người khác không vui. Trực tiếp đề nghị đổi chủ đề. Khi chúng ta cảm thấy không khí buổi nói chuyện trở nên quá nặng nề, ví dụ nếu đối phương nhắc tới nỗi đau của mình, thì có thể trực tiếp nói, chúng ta hãy đổi chủ đề đi, hãy tạm gác chủ đề đang nói sang một bên, rồi nói sang chuyện khác. Cuối cùng, chúng ta phải chú ý một điều, đổi chủ đề không phải là lường gạt người khác, mà là chuyển sự chú ý của đối phương sang chuyện khác. Cho nên, nếu vì muốn đổi chủ đề mà nói dối đối phương, thì xem như là đã vi phạm nguyên tắc đảm bảo sự hài hòa trong giao tiếp. Tóm lại, trong rất nhiều chuyện đều cần phải biết tùy cơ ứng biến, nói chuyện cũng vậy. Chương 2. Hãy âm thầm quan tâm tới đối phương, khiến họ cảm thấy ấm áp. Hãy kể về một số chuyện bi thảm trong cuộc đời bạn để đối phương được an ủi. Trên mạng có một câu nói, bạn có chuyện gì không vui, hãy nói ra để mọi người vui vẻ một chút. Tuy câu nói này có chút không bình thường, nhưng khi an ủi người khác thì lại có tác dụng nhất định. Bởi vì khi con người cảm thấy đau lòng, buồn bã, thường sẽ có tâm lý như sau. Nếu phát hiện ra người còn có chuyện thê thảm hơn cả mình, họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Do đó, khi an ủi người khác, chúng ta có thể kể về những câu chuyện mà mình từng trải qua, nói với họ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. La Vũ rất thích một nữ đồng nghiệp ở bộ phận hành chính. Sau khi hai người dần dần thân quen, anh cảm thấy là cô ấy không phải là hoàn toàn không có cảm giác với mình, cho nên là trong lòng rất là vui. Nhưng khi anh tỏ tình thì đối phương lại nói mình đã có bạn trai rồi. Chuyện này khiến La Vũ rất chán nản, không còn làm việc hăng say như trước. Bạn anh biết chuyện này, anh ta hẹn La Vũ đến một quán ăn nhỏ, gọi một ít bia và đồ nhắm. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Người bạn kia gợi chuyện trước, anh ta không hề nói một câu nào an ủi La Vũ, mà kể về một mối tình mà anh ta từng trải qua. Anh ta kể rằng mình và bạn gái trước kia là một cặp thanh mai trúc mã. Lúc ấy vì muốn được ở gần bạn gái mà anh ta đã bỏ qua cơ hội vào một trường đại học danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người vì một số lý do mà không thể làm việc ở cùng một thành phố. Kết quả là chưa đến nửa năm, tình cảm giữa hai người đã rạn nứt và sau đó thì chia tay. Cuối cùng người bạn kia nói với La Vũ là chuyện tình cảm thì không có thể cưỡng cầu. Người không thuộc về mình thì cuối cùng rồi cũng sẽ bỏ mình. Con người thuộc về mình nhất định sẽ chờ mình ở một nơi nào đó. Sau khi ăn xong, tâm trạng của La Vũ đã tốt hơn nhiều. Anh quyết định sẽ không tiếp tục chán nản nữa mà trải qua lần trò chuyện chân thành này. Quan hệ giữa anh và người bạn kia đã trở nên khăng khít hơn so với trước kia. Đương nhiên, ngoài việc kể về đối phương, về những chuyện buồn tương tự mà mình từng gặp phải, chúng ta còn có thể dùng hành động để nói cho đối phương biết là tôi đang ở đây cùng bạn. Cái loại cảm giác đồng điệu về tư tưởng này cũng là phương thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương trong lòng đối phương. Do đó, khi mà bạn bè gặp chuyện buồn, chúng ta phải biết rằng hiện tại có thể cậu ấy không cần chúng ta phải nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết vấn đề hoặc nói những lời nói suông, mà cần chúng ta cảm nhận tâm trạng của cậu ấy, cho đối phương thấy rằng mình đang được lắng nghe, được coi trọng và được công nhận. Khi nói chuyện phải học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Trong cuộc sống có rất nhiều người coi mình là trung tâm, ví dụ như là sao anh ấy không gọi điện cho tôi, sao anh ấy không cho tôi mượn tiền, sao anh ấy không nghỉ ra việc rồi, đến sống cùng một thành phố với tôi. Nhưng nếu biết đặt mình vào vị trí của người khác, thì chúng ta sẽ phát hiện ra rằng
có thể đối phương cũng đang đòi hỏi những điều như thế từ phía chúng ta. Sở dĩ rất là nhiều người thất bại trong giao tiếp, công việc, phần lớn nguyên nhân là do họ không biết đặt mình vào vị trí của người khác mà chỉ biết coi mình là trung tâm. Tiểu Cẩm Vinh có một câu cửa miệng là: tôi cảm thấy EQ của mình không có cao, nhưng tôi cảm thấy IQ của mình không cao, nhưng EQ thì khá cao. Bởi vì tôi biết đặt mình vào vị trí của người khác. Nhưng đa số những người từng qua lại với cô đều biết rằng, tuy bình thường có vẻ như cô rất biết nghĩ cho người khác, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi cô là người ngoài cuộc. Đây là một người rất ích kỷ. Ví dụ như một thời gian trước, cô đã hẹn với bạn đi dạo phố. Người bạn đến đúng hẹn nhưng mãi không thấy Tiểu Cẩm Vinh đâu. Thấy trên mạng xã hội không có tin nhắn, cũng không thấy cô gọi điện lại. Người bạn lo lắng cô có chuyện gì, vội vàng gọi điện cho cô: Cẩm Vinh, đã xảy ra chuyện gì sao? Sao bây giờ cậu vẫn chưa tới? Cô hỏi ngược lại bạn: cậu đã đi rồi à? Đương nhiên, tôi đã đợi hơn một tiếng rồi. Nghe xong câu trả lời, cô chẳng những không tỏ ra áy náy mà còn nói: tớ chưa thấy cậu nhắn tin báo đã đến điểm hẹn nên tớ nghĩ cậu chưa đi. Người bạn lặng người hỏi: không lẽ cậu nhất định phải đợi tớ nhắn tin rồi mới đến sao? Đương nhiên rồi, đỡ cậu không đến chẳng phải là tớ mất công đi một chuyến sao? Tiểu Cẩm Vinh nói như đó là chuyện đương nhiên. Người bạn lại cảm thấy mình đã nhìn lầm cô ta. Sau đó quan hệ giữa hai người cũng phai nhạt dần. Trang Tử và Huệ Thi từng lấy câu "anh không phải cá" để biện luận về vấn đề đặt mình vào suy nghĩ của người khác dưới góc độ triết học. Câu chuyện này đã để lại một bài học rất lớn cho người đời sau. Chúng ta phải học cách đặt mình vào vị trí của người khác để nói chuyện. Chỉ khi nhìn vấn đề dưới góc độ của đối phương mới có thể làm cho đối phương cảm thấy chuyện mà chúng ta nói có liên quan mật thiết với họ, từ đó khiến sự việc được giải quyết một cách thuận lợi hơn. Có hai nhân viên mới vào thực tập ở một công ty. Trước khi trở thành nhân viên chính thức, họ phải thông qua một số cuộc sát hạch do công ty tổ chức. Trong buổi sát hạch cuối cùng, quản lý lần lượt hỏi hai người về vấn đề xác định KPI, chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Cho quý sau, anh có suy nghĩ như thế nào? Một người hỏi với vẻ nghi hoặc, KPI không phải là công ty tự đưa ra sao? Quản lý lại hỏi, không lẽ anh không có suy nghĩ gì về chỉ số này sao? Anh ta đáp, không, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của công ty. Còn một người khác khi nghe xong câu hỏi này thì điều đầu tiên anh ta nghĩ đến là điều quản lý muốn biết là những suy nghĩ của mình về việc xác định chỉ tiêu KPI. Anh ta căn cứ vào chỉ số KPI mà mình có thể đạt được ở quý sau là bao nhiêu, đồng thời bắt đầu phân tích vì sao phải xác lập chỉ số này, sau đó suy nghĩ xem chỉ số này có lợi gì với công ty, cấp trên và bản thân mình. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, anh ta trả lời, chỉ tiêu KPI của tôi ở quý sau là 100.000. Sở dĩ tôi đặt ra chỉ tiêu này là vì anh trình bày quan điểm của mình với quản lý một cách logic, rõ ràng, quản lý vừa nghe vừa gật đầu. Cuối cùng, người này đã được thông qua sát hạch trở thành nhân viên chính thức của công ty, còn người kia thì bị loại. Thông thường khi người khác hỏi chúng ta câu, anh có suy nghĩ như thế nào, thật ra không phải là họ muốn biết cách nghĩ của chúng ta, mà muốn biết chúng ta làm việc này như thế nào. Mà khi trả lời, tốt nhất là trước tiên chúng ta hãy suy xét đến một số lợi ích của đối phương, chứ không chỉ là nghĩ đến lợi ích của bản thân. Tuy nhiên, nếu sử dụng cách nói chuyện này mà đối phương vẫn không chịu từ bỏ cách nghĩ trước đây, thì chúng ta phải tiến thêm một bước, tiếp tục nhìn vấn đề dưới góc nhìn của đối phương. Trước hết, hãy chấp nhận cách nghĩ của đối phương, đứng trên lập trường của đối phương để bàn luận về vấn đề đó. Bởi vì mỗi người đều có lòng tự tôn rất cao. Khi cách nghĩ và quan điểm của mình bị phủ nhận, chắc chắn thời anh ta sẽ cảm thấy khó mà chấp nhận được. Cho nên, trong tiềm thức anh ta vẫn muốn khư khư giữ ý kiến của mình. Cho dù có lúc anh ta đã ý thức được là chúng ta nói đúng, nhưng có thể vì muốn giữ thể diện của mình, hoặc đơn giản là không phục nên anh ta càng tỏ ra bướng bỉnh, do đó sẽ từ chối lời đề nghị của chúng ta. Nếu trong quá trình nói chuyện, nào gặp phải vấn đề này, hãy đứng trên lập trường của đối phương để nói chuyện. Chúng ta sẽ càng dễ dàng dỡ bỏ phòng tuyến tâm lý của anh ta. Tóm lại, đứng trên lập trường của đối phương để nói chuyện cần một số kỹ năng nhất định. Chúng ta cần thường xuyên để ý mới có thể giao tiếp với người khác một cách thuận lợi hơn,
mới nhận được sự tán thành của người khác. Đừng nhắc chuyện vui của mình trước mặt người đang buồn. Có câu đời người 10 việc thì có đến 8, 9 việc không như ý. Ai cũng có lúc gặp chuyện buồn, mà những người đang buồn thường yếu đuối, dễ suy nghĩ linh tinh. Một số lời nói của chúng ta khi lọt vào tai đối phương có thể bị hiểu là những lời châm chọc và cười nhạo. Do đó, đối với những người đang buồn, chúng ta phải học cách khoan dung. Vương Kha là một cô gái rất là nhiệt tình. Khi biết vợ chồng cô bạn thân chơi cổ phiếu bị lỗ nặng, cô muốn hẹn bạn ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Cuối tuần, Vương Kha gọi điện hẹn cô bạn thân và hai người bạn khác cùng đi chơi. Trước khi gặp, Vương Kha đã kể với hai người kia về chuyện của bạn mình, bảo họ khi gặp mặt hãy tránh đề cập đến chuyện tiền bạc. Khi ăn cơm, bầu không khí rất là vui vẻ. Mọi người nói về những chuyện như là ở đâu vừa mới mở thẩm mỹ viện, gần đây mình dùng loại kem dưỡng da nào, đều là những chuyện mà phụ nữ thường nói với nhau. Ai ngờ sau mấy ly rượu, một người bạn tính hay khoe khoang, nhịn không được để nhắc đến bạn trai mình, nói rằng anh ta ở công ty đang như cá gặp nước, một thời gian trước vừa được tăng lương, một thời gian nữa sẽ có thể được thăng chức. Hơn nữa, bố mẹ hai bên cũng đang chuẩn bị hôn lễ cho hai người. Lúc này Vương Kha không ngừng đưa mắt ra hiệu, nhưng đối phương có lẽ quá vui nên không hề nhận ra. Còn cô bạn thân kia thì trầm mặc ngồi một bên, lúc thì đi vệ sinh, lúc thì nói mình phải gọi điện thoại, sau đó dứt khoát tìm một lý do xin về trước. Vương Kha vội đuổi theo thì thấy cô ấy nhăn nhó bảo: "Cố ý khoe khoang trước mặt tớ à? Thời thế rồi sẽ đổi thay, tớ không tin là chỉ có một mình cô ta gặp may." Khi gặp chuyện vui, chúng ta sẽ khoe khoang với bạn bè. Điều này cũng không có gì đáng trách, nhưng nếu không biết tiết chế thì con thuyền tình bạn cũng sẽ lật. Thử nghĩ xem, người khác đang gặp biến cố lớn, chúng ta lại cứ ở đó khoe khoang, cuộc sống của mình ấm áp, ngọt ngào, chẳng phải là hơi thiếu tình người sao? Lúc này, dù chúng ta không biết nên an ủi thế nào, thì cũng có thể im lặng, đưa cho họ một lon bia, trao cho họ một cái ôm. Bất kể thế nào, làm như thế cũng sẽ được lòng người khác hơn là rất nhiều, so với việc nhân cơ hội này khoe khoang chuyện vui của bạn. Hơn nữa, khi tâm trạng không tốt, người ta sẽ trở nên nhạy cảm hơn, rất dễ hiểu nhầm những câu nói bình thường của người khác thành những lời châm biếm và chế giễu, cảm thấy người khác đang cố ý trêu chọc, cười trên nỗi đau của họ. Tệ hơn là có lúc tâm trạng tiêu cực đó sẽ biến thành oán hận khắc sâu trong lòng. Kết quả họ không chỉ xa lánh chúng ta, sau này nếu chúng ta gặp khó khăn, dù họ có thể giúp cũng chưa chắc đã chịu giúp chúng ta. Do đó, muốn giữ quan hệ tốt, trước khi mở miệng, chúng ta phải nhớ kỹ, bất kể chúng ta nói gì, cũng đừng để người khác có cảm giác bị hạ thấp. Đặc biệt là người vừa mới bước chân vào xã hội, cái chúng ta đang thiếu chính là bạn bè, là người giúp đỡ. Nhưng nếu vô tình khoe khoang không đúng lúc, sẽ chỉ làm chúng ta mất đi nhiều bạn bè hơn. Trái lại, nếu chúng ta có thể quan tâm đến những người đang gặp chuyện buồn hơn một chút, nói không chừng sẽ đem lại một cơ hội tốt cho chúng ta sau này. Bên cạnh đó, thông thường, người đang gặp chuyện buồn thì ít có khả năng công kích người khác. Đa phần họ đều tỏ ra chán nản, buồn phiền, nhưng đừng cho rằng họ chỉ có thế. Khi chúng ta nói về những chuyện vui của mình, những người này thường sẽ nảy sinh lòng thù hận. Do đó, khi chúng ta mặt mày hớn hở nói về chuyện vui của mình, rất có thể tương đương với việc chôn một quả bom trong lòng những người đang buồn, không biết lúc nào nó sẽ nổ. Cuối cùng, bất kể sự trả thù của những người đó gây ra tổn thất như thế nào đối với chúng ta, thì ít nhất đây cũng là một nguy cơ đối với mối quan hệ của đôi bên, không hề có lợi gì cho chúng ta. Cho nên, khi chúng ta có chuyện vui, bất kể là thăng chức, phát tài hoặc tất cả đều thuận lợi, thì đừng bao giờ nói ra trước mặt những người đang gặp chuyện buồn. Thực ra, cách làm tương đối ổn thỏa là bất kể lúc nào cũng đừng nên khoe khoang chuyện vui của mình, đặc biệt là trước mặt những người đang gặp chuyện buồn, nên cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, tỏ ra đồng cảm và thông cảm với họ. Chỉ có như thế thì ngày vui mới kéo dài, bạn bè mới càng lúc càng nhiều. Chia sẻ vinh quang cho người khác. Những người biết cách nói chuyện đều hiểu rằng không ai có thể một mình thành công. Do đó, khi chúng ta giành được vinh quang, nhất định phải cắt miếng bánh thành công ra mấy miếng rồi chia cho người khác. Chia sẻ vinh quang của mình cho người khác mới giúp được chúng ta đạt được thành công lớn hơn.
Nếu chúng ta chỉ biết hưởng thụ thành quả thắng lợi một mình, sẽ làm cho những người xung quanh không còn muốn hợp tác với chúng ta nữa. Tư Thành Hán là quản lý bộ phận bán hàng của một công ty. Tháng này bộ phận anh ta có doanh thu cao hơn bộ phận khác gấp 3 lần. Theo quy định của công ty, Tư Thành Hán có thể nhận được một khoản tiền thưởng rất lớn. Ông chủ rất vui vì có được một trợ thủ đắc lực như vậy, nên quyết định tổ chức một bữa tiệc biểu dương thành tích, mời anh lên phát biểu để khích lệ các nhân viên khác cố gắng làm việc. Trong khi phát biểu, Tư Thành Hán nhận hết công lao về mình, đồng thời khoe khoang kỹ năng điều phối nhân viên của mình thế nào, bản thân đã quyết đoán xử lý các đơn hàng lớn và vất vả tăng ca ra sao. Từ đầu đến cuối, không hề nói một câu cảm ơn đồng nghiệp và cấp dưới. Sau đại hội, cấp dưới và đồng nghiệp nói đùa với nhau rằng nhân dịp này, anh ta phải mời họ đi ăn. Nhưng Tư Thành Hán lại nói, tôi được thưởng thì các anh có gì mà phải vui mừng. Lần sau tôi sẽ được thưởng nhiều hơn, đến lúc đó hãy nói. Kết quả là đến tháng sau, Tư Thành Hán chẳng những không được thưởng mà còn bị trừ lương do không đạt doanh số. Điều càng khiến anh ta khó hiểu hơn là cấp dưới của anh ta càng ngày càng lười biếng, ngay cả ông chủ cũng ngày càng lạnh nhạt với anh ta. Nếu chúng ta chỉ muốn đặt chiếm hết công lao, muốn nhận hết vinh quang về mình, thì vinh quang đó sẽ mang đến nguy cơ cho mối quan hệ của chúng ta. Thậm chí điều đó không khác gì từ châm lửa đốt mình khiến mọi người căm phẫn. Do đó, khi chúng ta đạt được thành công trong công việc, bất kể là thăng chức hay là tăng lương, thì cũng nên mời đồng nghiệp đi ăn, nói một tiếng cảm ơn với ông chủ, tỏ lòng biết ơn chân thành với sự phối hợp và giúp đỡ của cấp dưới, thậm chí là với những người đã từng cười nhạo bạn. Bạn cũng có thể cảm ơn họ vì đã cho mình động lực để tiến lên. Hãy để mọi người cùng chia sẻ niềm vui với mình. Cho nên, trong đạo xử thế, cách làm khôn khéo nhất là chia sẻ thành công của mình với người khác. Luôn luôn tự nhắc nhở mình không được quá tự cao, phải biết coi trọng sự hợp tác, hiểu được rằng nhiều người kiếm củi thì mới đốt được đống lửa to. Làm như thế, những vinh quang mà chúng ta đạt được mới phát huy được tác dụng, vừa có lợi cho sự nghiệp, vừa giữ vững được quan hệ tốt với người khác. Trong công sở, mọi người là một tập thể, thông thường công việc của chúng ta đều có liên quan đến công việc của người khác. Do đó, khi chúng ta giành được giải thưởng, lập được công lao, đối với sự biểu dương, khen ngợi của ông chủ, cấp trên và đồng nghiệp, trước tiên chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của họ. Khi cần thiết, cũng có thể trích ra một phần tiền thưởng để mời họ đi ăn. Như thế sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng giành được sự tin tưởng và hảo cảm của đồng nghiệp. Cho dù đồng nghiệp không giúp được bao nhiêu, cấp trên cũng không có công lao gì đáng kể, thì chúng ta vẫn phải cảm ơn họ. Cách làm này tuy có chút giả tạo, nhưng có thể giúp chúng ta không trở thành cái đích nhắm của mọi người. Cũng giống như các ngôi sao khi lên nhận giải thưởng đều sẽ cảm ơn rất nhiều người. Các kiểu ơn nghĩa đầu môi chót lưỡi này tuy rằng không có thật, nhưng người nghe sẽ cảm thấy rất là vui, tự nhiên sẽ có hảo cảm với chúng ta nhiều hơn. Tóm lại, khi được khen ngợi hoặc nhận được giải thưởng, đừng quên nói những câu như là tôi đạt được thành công như ngày hôm nay đều là nhờ có sự giúp đỡ của mọi người. Công lao chủ yếu đều thuộc về mọi người. Mà sự chia sẻ theo kiểu tôi với anh đều có một nửa công lao này còn là có thể mở rộng ra đến vô cùng. Suy cho cùng thì quá nhiều không ai trách, quà nhiều không ai trách mà. Nếu các bạn thích thì hãy tạo cho mình cuốn sách Nói chuyện là bản năng, giữ miệng là tu dưỡng và im lặng là trí tuệ. Chúc các bạn có một buổi tối thật là ngủ ngon giấc nha.